Trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã phản ánh làng đá Mỹ Nghệ Non Nước đang ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây. Dự án khu quy hoạch làng đá Mỹ Nghệ Non Nước của Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng ra đời nhằm bảo tồn và phát triển nghề đá gắn với du lịch tại địa phương với quy mô làm ra sản phẩm nhỏ, tinh gọn nhưng có giá trị cao. Tuy nhiên, sau 6 năm đi vào hoạt động, tại khu quy hoạch lại nảy sinh nhiều bất cập. Đó là xu hướng phát triển theo hướng công nghiệp hóa nằm trong khu dân cư đông đúc mà cách làm lại không đảm bảo, khiến cho môi trường tại đây bị ô nhiễm, làng nghề cũng đánh mất dần bản sắc. Làng nghề đá Mỹ Nghệ Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn có tổng diện tích 35,5 ha, nằm trong khu tái định cư phường Hòa Hải. Hiện có 370 cơ sở sản xuất, chế tác đá Mỹ Nghệ. Mỗi cơ sở sản xuất, chế tác đá Mỹ Nghệ vào đây được nhận 100 mét vuông đất. Với diện tích đất quá nhỏ, chiều sâu là 20 mét và chiều ngang mặt tiền là 5 mét, nên các công đoạn sản xuất, chứa vật tư của các cơ sở tận dụng luôn vỉa hè để chế tác. Từ đây, bụi đá phát tán ra ngoài khi không được che chắn. Đặc biệt, nước dùng để mài và cắt hòa lẫn vào bột đá tràn lan, chảy ra đường không được thu gom, tạo nên cảnh nắng bụi, mưa bùn. Làng nghề coi như là lan đai đó coi như là 4-5 năm rồi, mà coi như là thấy cái tình trạng coi như là ô nhiễm như thế này rồi. Đó, mà coi như là đường thì coi như là heo banh coi như là bột đó, giam đó, nước, đó, coi như không còn có lối đi, đó, xe cộ, dễ gai coi như là ra tai nạn nữa. Cái thứ hai, trước khi hồi đó coi như là cái chủ trương mà lồn cái lồn đó này á, là xây dựng cống quá nhỏ, bây giờ cái nước không thể thoát được, bây giờ là phần đông là coi như là đài hết bọc rồi, bây giờ á, thì coi như là nước không thoát được, là dẫn đến coi như là gây ô nhiễm. Đây là cơ sở đá Mỹ Nghệ Thọ Hồng trên đường Lê Thành Phương, một trong những cơ sở nằm trong cụm làng đá Mỹ Nghệ Non Nước. Các cơ sở cắt đá này hàng ngày thải trực tiếp ra lòng đường hàng chục mét khối nước hòa lẫn với bột đá chưa được lắng đọng. Các chủ cơ sở này cho biết, các cổng rãnh thoát nước ở đây đã lấp đầy bột đá vài tháng sau khi làng đá chính thức đi vào hoạt động. Từ đó, nước không còn chỗ thoát và chảy lên láng trên mặt đường cộng với đất đá. Phế phẩm không được thu gom thường xuyên nên ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Cái bị nước thải mặn tràn ra đường á, điểm thứ nhất là cái đường cống quá nhỏ, nước bột và mấy năm nay đã bị ngạt, nó không chảy được vì nó cũng không làm vệ sinh được công suất. Điểm thứ hai nữa, trong làng nghề cái quy mô mà đá mà nó ra vỉa hè thì nguyên nhân thứ nhất là cái xu hướng gọi là cái sản xuất nó bây giờ nó đặc thù, nó nhiều hơn, lớn hơn, nên cái vận dụng người ta có khả năng là cái mặt bằng nó chặt quá, nó sẽ có nhiều hộ nó đưa ra đường, thì đó thì cũng đề nghị ban quản lý làng nghề và ủy ban nhân quận có cách giải quyết là những hộ mà có cái sản xuất nhu cầu lớn hơn á thì có cái biện pháp là đưa lên chỗ quy mô người ta để hoạt động để giảm thải được cái môi trường qua là cái an toàn qua là cái mở rộng cái sản xuất quy mô hơn. Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Đức Huy, trưởng ban quản lý làng nghề đá Mỹ Nghệ Non Nước cho biết, về vấn đề bụi đá và nước thải từ việc sản xuất đá hiện nay đã lộ ra nhiều điểm bất cập, ảnh hưởng đến việc sản xuất và ô nhiễm môi trường. Theo giải thích của ông, đáng lẽ phải đưa làng nghề này vào một khu công nghiệp, không thể để sát khu dân cư như hiện nay. Trước đây, khi xây dựng cơ sở hạ tầng, đơn vị chủ đầu tư thi công đã cho xây dựng hệ thống cống thoát nước chìm. Đặc điểm của làng nghề là bụi đá trôi xuống cống, gây nên sự đông kết, gây tắc nghẽn cống. Nếu xây dựng hệ thống cống hở thì có thể dễ dàng thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh đường cống, từ đó nước thải sẽ thông suốt, không gây hiện tượng ứ động, chảy lây láng khắp nơi như hiện nay.